Bà Dung Bình Dương, nhà sản xuất phim Chú ơi đừng lấy mẹ con cho biết, diễn viên Kiều Minh Tuấn đã gửi lại bà số tiền cát-xê 900 triệu đồng vì vụ việc tình cảm ồn ào với An Nguy làm ảnh hưởng nặng nề đến bộ phim. Theo đó, phim Chú ơi đừng lấy mẹ con chỉ thu được 10 tỷ đồng và lỗ hơn 18 tỷ đồng tiền đầu tư. Nhà sản xuất đã gửi đơn lên tòa án kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy vi phạm hợp đồng. Theo đó, nhà sản xuất yêu cầu hai diễn viên phải hoàn lại tiền cát-xê và đền bù thiệt hại hợp đồng 8%. Bà Dung Bình Dương tiết lộ số tiền được Kiều Minh Tuấn hoàn lại sẽ dùng làm từ thiện. Bà cũng cho biết An Nguy chưa hề đến xin lỗi cũng như chưa hoàn tiền cát-xê, nên việc kiện An Nguy đến đâu sẽ giao cho luật sư quyết định. Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Khổng Tú Quỳnh đã mượn một đoạn tâm sự của nhà văn Hạ Vũ để đăng tải trên trang cá nhân. Trong đó cô viết, khi đau đủ nhiều thì tự khắc phải buông tay để bắt đầu cuộc sống mới với nhiều niềm vui mới, như ngụ ý thừa nhận chuyện tình cảm rạn nứt. Sau đó vài tiếng, Ngô Kiến Huy cũng đăng tải status khó hiểu với nội dung, bạn không tôn trọng tôi, nhưng tôi vẫn dành sự tôn trọng cho bạn. Không phải vì điều gì to tát cả, mà đó là phương châm sống của tôi. Dù không nhắc đến ai, song giữa thời điểm hiện tại, Khổng Tú Quỳnh vẫn là cái tên được đặt giả thiết nhiều nhất. Như quý vị và các bạn chứng kiến, hai tên trộm cùng đi trên chiếc xe máy. Khi phát hiện con mồi, chúng liền áp sát, dùng roi điện hạ gục chú chó, rồi nhanh chóng ôm lên xe và tẩu thoát. Hành động của hai tên trộm này vô cùng gọn lẹ và nhanh chóng, nên đã không ai phát hiện. Quả là hai tên trộm hết sức liều lĩnh. Chúng tôi có mặt tại ngôi trường vào một hôm trời nắng. Thời điểm này, bọ đen đã bắt đầu giảm đi nhiều so với mùa mưa. Dù gọi là đã giảm đi nhiều, nhưng như quý vị thấy, thực tế bọ đen vẫn xuất hiện rải rác khắp nơi trong các hốc kẹt, vách tường của trường học. Trường em có rất nhiều bọ đen, mà bọ đen thì làm ổ đầy dày đặc. Nên mỗi khi trời mưa là bò ra tràn cả sàn. Nên mỗi khi trời mưa lớp em quét lớp mệt lắm. Em không dám đi vệ sinh vì bọ đen bu rất nhiều. Em phải nhịn từ trường đến khi về nhà. Các cô hầu như là phải bịt khẩu trang và có những phòng học bọ đen rất nhiều, thành cô có những cô đi ra khỏi phòng mà dọn bọ đen thì cảm thấy nhức đầu và buồn ói. Và theo ban giám hiệu nhà trường thì tình trạng này đã kéo dài suốt 15 năm qua mà vẫn chưa có cách xử lý triệt để. Thậm chí mỗi năm nhà trường phải tiến hành phun xịt hóa chất đến 3 lần, nhưng bọ đen vẫn cứ xuất hiện khắp nơi như thế này. Như là trung tâm y tế dự phòng của huyện cũng như là về xịt thuốc, nhưng mà nó cũng không có hiệu quả, nó hết đợt này rồi nó lại ra đợt khác. Rồi công ty bảo vệ thực vật cũng hứa là sẽ xịt cho hết, nhưng mà khi xịt rồi thì hết cái chu kỳ nó thì nó lại tiếp tục tái phát. Và theo ghi nhận của chúng tôi thì cơ sở vật chất tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, quá tải. Dự kiến thì đến năm học 2019-2020 trường sẽ chuyển về cơ sở mới. Thế nhưng vị trí trường cũ và trường mới lại cận kề nhau nên khó có thể tránh khỏi tình trạng tiếp tục bị bọ đen tấn công. Ước tính có khoảng 40 gốc chôm chôm từ 6 tháng đến 3 năm tuổi của ba nhà vườn ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ bị thiệt hại. Trong đó, vườn của ông Nguyễn Võ Duy Phương bị nặng nhất với 24 cây đang chuẩn bị cho trái. Cá biệt có vườn bị phá hoại 3 lần liên tiếp trong một thời gian ngắn. Theo các nhà vườn, kẻ xấu đã đổ hóa chất vào gốc cây khoảng 10 ngày trước. Một số cây chết khô, còn lại đang bị vàng lá, khó phục hồi. Hiện công an huyện Long Hồ đang xác minh và truy tìm kẻ phá hoại. Không chỉ những cây lớn, những cây nhỏ cũng bị kẻ xấu phá hoại. Nhiều cây đã bị chết. Hiện các nhà vườn rất lo lắng về tình trạng này. Sự việc xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 17 tháng 11 năm 2018 tại một dãy phòng trọ ở Cần Thơ. Theo hình ảnh camera ghi lại, tên trộm này sau một hồi loay hoay rình mò theo dõi động tĩnh cũng đã tiến hành thực hiện ý đồ của mình. Cứ ngỡ món đồ mà hắn lấy sẽ có giá trị, thế nhưng hoàn toàn ngược lại thưa quý vị, món đồ là đây ạ. Sau đó, hắn cũng nhanh chóng leo lên xe đạp đi mất mà không một ai phát hiện. Chúng ta đang có mặt tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuyển ở phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Từ nhiều năm nay, bà Tuyển đã dựng chuồng nuôi dơi và lấy phân bán cho thương lái với giá rất cao, từ 220 đến 250 ngàn đồng một dạ, tức 20 kg. Với một chuồng nuôi dơi mới xây dựng, mỗi ngày bà Tuyển thu được khoảng 20 kg phân dơi. Nếu đàn dơi về ở càng nhiều thì lượng phân sẽ càng tăng. Để chăm sóc thì 7 ngày thay lá một lần,
Một lần thay thì một căn, hai ngày hai căn, rồi quay lại 7 ngày sau thay nữa. Rồi hiện giờ thì phân thì 220 một giả, mà một ngày kiếm được 200 ngàn. Vườn cây xung quanh của bà từ khi có chòi nuôi dơi cũng ít bị sâu bệnh, mức độ côn trùng như bọ trĩ, sâu, ruồi vàng đều giảm. Nuôi dơi không những thu được phân bón cho cây trồng mà còn có tác dụng diệt muỗi, chống được các loại dịch bệnh. Bởi mỗi ngày một con dơi ăn khoảng 5.000 con muỗi côn trùng, đây là giải pháp diệt muỗi hiệu quả mà không cần sử dụng hóa chất. Vào thời điểm khoảng 7 giờ sáng nay ngày 18 tháng 11 tại một quán phở trên đường Tôn Thất Tùng, thành phố Nha Trang, chiếc xe du lịch ở Đắk Lắk chở khoảng 25 thầy cô đi chơi dịp 20 tháng 11 ở Nha Trang vào quán ăn sáng. Đang ăn thì bất ngờ bức tường dài gần 10m, cao chừng 10m ở phía sau quán đổ sập xuống. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến một số thực khách đang ăn phở, nhân viên phục vụ và người nhà chủ quán không kịp tháo chạy. Chủ quán và một bé trai 7 tuổi trong đoàn khách du lịch không chạy kịp đã bị lớp đất đá chôn vùi. Lực lượng quân đội, công an được huy động đào bới tìm kiếm hai nạn nhân. Sau gần một giờ, cả hai được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong. Vào lúc 10 giờ sáng nay, một cơn lốc bất ngờ cuốn phăng hàng loạt hàng quán ở khu vực danh thắng cảnh quốc gia Gành Đá Đĩa thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, làm gần 30 du khách bị thương. Cũng theo thông tin ghi nhận tại thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang lúc 11 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã đưa ra khỏi hiện trường ít nhất 5 nạn nhân do bị sập nhà. Trong số này, người dân cho biết đã có 3 người thiệt mạng, hiện còn nhiều người khác bị vùi lấp trong đống đổ nát. Tính đến thời điểm trưa nay, mưa lớn, sập nhà, sạt lở đã khiến ít nhất 12 người chết và hàng chục người bị thương. Tại hiện trường, các lực lượng như công an, quân đội, dân quân tự vệ đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay ngày 18 tháng 11, trên đường Nguyễn Văn Tiết đoạn qua phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, người phụ nữ điều khiển xe gắn máy mang biển số 61C1-46295, chở theo người mẹ khoảng 85 tuổi, lưu thông trên đường. Khi đến đoạn phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 61C-15482, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tiết hướng từ quốc lộ 13 về bệnh viện thị xã Thuận An đang âm cua. Va chạm khiến hai mẹ con ngã ra đường, xe máy bị cuốn vào gầm. Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng người mẹ đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Nhận tin báo, cảnh sát giao thông thị xã Thuận An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Rạng sáng nay ngày 18 tháng 11, toàn tỉnh mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh. Tại đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nước chảy như thác đổ. Các tuyến đường khác như 2 tháng 4, 23 tháng 10, Lê Hồng Phong cũng ngập nặng, nước mưa thoát không kịp. Toàn tuyến đại lộ Nguyễn Tất Thành, tuyến đường đèo dẫn vào sân bay Cam Ranh, thành phố Nha Trang đi sân bay Cam Ranh bị tê liệt hoàn toàn. Các phương tiện tham gia giao thông không thể lưu thông được trên tuyến đường này. Đài khí tượng khu vực Nam Trung Bộ cho biết, từ hôm nay đến ngày 19 tháng 11, khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành mầm non, thầy giáo Nguyễn Công Cảnh sinh năm 1992 về công tác tại trường Tuổi Ngọc, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, đến nay được 3 năm. Để gắn bó với trường lớp và các cháu, thầy đã vượt qua nhiều lời dị nghị, đàm tiếu kể cả lúc còn là sinh viên. Sự động viên, quan tâm, khích lệ của ban giám hiệu nhà trường, cũng như sự tận tình giúp đỡ của các cô, các chị, các em trong trường, đã giúp đó là một nguồn động viên rất lớn đối với tôi, lại giúp hoàn thành cho công việc của mình. Và bên cạnh đó, thì nguồn lực từ phía gia đình là cũng là rất là lớn, là động viên cho tôi làm hoàn thành tốt công việc của mình. Từ việc thay áo quần, bột tóc hay cho trẻ ăn, tưởng chừng như chỉ dành cho nữ giới, nhưng thầy Nguyễn Công Cảnh đều thực hiện tất tần tật một cách tỉ mỉ. Các bé đều yêu mến thầy và cha mẹ có con theo học ở đây cũng rất yên tâm. Sau khi mà cháu nó học được một thời gian, tôi thấy là thầy cũng quan tâm, chăm sóc các cháu, nói chung là tôi thấy là cũng giống như là các cô giáo nữ thôi, cũng quan tâm sự chia sẻ với các cháu, dạy các cháu học, và tôi thấy cũng bình thường, cũng không có ác cảm gì hay là thấy sự lo lắng nữa. Cùng với đó là thầy giáo Lũ Văn Tú, 22 tuổi, đang dạy tại trường mầm non Đắc Trâm, xã Đắc Trâm, huyện Đắc Tô. Dù trong suy nghĩ đây là nghề chỉ dành cho nữ giới, nhưng với thầy Tú lại rất hứng thú với công việc mình đã chọn. Đến hiện tại bây giờ thì mọi việc thì tôi thấy cũng bình thường. Nói chung là các cô làm như thế nào thì mình vẫn làm như thế được. Với những tấm gương yêu trẻ, yêu nghề của thầy giáo Nguyễn Công Cảnh và Lũ Văn Tú, một lần nữa minh chứng việc chọn nghề của các thầy là sự lựa chọn đúng đắn, và họ thực sự đang hạnh phúc với sự lựa chọn đó của mình.
Hình ảnh camera ghi lại tại một con hẻm, lúc này đang rất vắng người, chỉ có một người phụ nữ đang đứng dựa tường và cầm một cây gậy như đang ngóng chờ điều gì. Bất ngờ một chú chó hàng xóm chạy ra. Chị ta liền mạnh tay dùng cây quất mạnh khiến chú chó ngã lăn ra nền nhà. Mặc cho chú chó kêu la, chị thản nhiên bước vào nhà như vừa trả xong một mối thù. Clip đang gây phẫn nộ, nhiều bình luận cho rằng người phụ nữ này hành động quá nhẫn tâm. Phát hiện cảnh sát, hàng chục thanh niên vứt xe bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng phản ứng nhanh khóa tay, đưa về trụ sở. 24 thanh niên trong đó có cả nữ bị cảnh sát tạm giữ có hộ khẩu thường trú tại 3 tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu. 16 xe máy liên quan đã được đưa về cơ quan công an chờ xử lý. Qua kiểm tra, nhiều xe mô tô đã được các đối tượng thay đổi kết cấu để có thể tăng tốc trong thời gian ngắn. Để đối phó với các cơ quan chức năng, có xe còn che luôn biển kiểm soát. Hiện các đối tượng và tang vật đã được chuyển về cơ quan công an để tiếp tục xử lý.